Ông Biden và ông Trump đồng ý tranh luận trực tiếp. Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump, hai ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, đồng ý tranh luận trực tiếp vào tháng 6 và tháng 9 tới. Theo RT, cả ông Biden và ông Trump đã nhận lời mời của CNN và ABC News để tranh luận trực tiếp trước thềm bầu cử tổng thống vào cuối năm nay. Theo đó, Cuộc tranh luận đầu tiên do CNN chủ trì sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 6 tại Atlanta và không có khán giả tại khán phòng. Cuộc thứ hai vào ngày 10 tháng 9 do ABC News chủ trì. Hiện chưa rõ người dẫn chương trình trong hai cuộc tranh luận này, song theo một số ý kiến việc các hãng truyền thông không ưa ông Trump đứng ra tổ chức sẽ có lợi cho ông Biden. Các thỏa thuận được đưa ra sau nhiều tháng ông Trump thách thức ông Biden tranh luận Hồi tháng 3, ông Trump tuyên bố sẵn sàng tranh luận mọi lúc mọi nơi với chủ nhân Nhà Trắng. Trong một video đăng tải hôm ngày 15 tháng 5 trên nền tảng X, Tổng thống Biden nói, ông Trump đã thua tôi hai lần tranh luận vào năm 2020. Kể từ đó, ông ấy chưa từng tham gia tranh luận. Bây giờ, ông ấy hành động như thể muốn tái đấu với tôi. Tôi rất sẵn lòng và thậm chí tham gia hai lần. Hãy chọn ngày đi, ông Donald. Ông Trump ngay lập tức chấp nhận lời thách đấu của Tổng thống Biden, kế hoạch tranh luận phá vỡ truyền thống của các cuộc tranh cử tổng thống Mỹ bằng cách tổ chức các diễn đàn không có khán giả trực tiếp và để các hãng truyền thông chủ trì. Ủy ban tranh luận tổng thống Mỹ thường tổ chức ba cuộc tranh luận như vậy trong một năm bầu cử. Năm nay, ủy ban này đã lên kế hoạch tổ chức các cuộc tranh luận vào ngày 15 tháng 9, ngày 1 tháng 10 và ngày 9 tháng 10 trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông Biden và ông Trump từng hai lần tranh luận trực tiếp. Cuộc tranh luận thứ ba dự kiến theo hình thức trực tuyến do COVID-19, song ông Trump sau đó đã phản đối và từ chối tham gia.